Chào mọi người đang đến với kênh của Sinh viên Tóc Đỏ nha. Thì bây giờ mình đi vào bên trong chùa Từ Phong. Chùa Từ Phong này nằm ấp 1, xã Long An, huyện Cần Đước, tỉnh Long An nha mọi người. Ai chưa đến thì mình sẽ đến đây mình xem. Giờ đây trước cổng chùa mình sẽ đi vào trong để mình tham quan nha. Đây, bên tay trái mình là đường đi vào, còn phía trước mặt là đường đi vào bên trong chùa. Trước mặt chùa mọi người nhìn xem nè, rất là đẹp nha. Phía bên trên có núi nhân tạo nữa. Đây con trâu. Nhìn rất là đẹp. Phía trước mặt mình là một bức tượng và một hòn đá có những chữ của Phật ở trên đây. Giờ mình đi qua bên đây để mình xem phía bên trên tượng Phật đứng cao nhất giữa cái hồ nước nha. Đây mọi người xem đi, nơi đây rất là đẹp, nơi tâm linh mà rất là đẹp. Mình lại con trâu mình đứng thôi. Mình sẽ đi qua bên trên bức tượng cao nhất, tượng Quan Thế Âm Bồ Tát đứng giữa đài sen nè. Qua bên bốn phía đều là một cái ao lớn nha. Tượng Quan Thế Âm Bồ Tát đứng chính giữa rất là cao. Đây mình sẽ nhìn qua bé bên tay trái mình á, là một cái núi nhân tạo nha. Núi nhân tạo trên đó, phía trên cao á, núi nhân tạo có thờ tượng Phật Di Lặc ngồi cười ở trên đỉnh núi nha. Bây giờ mình đi vào trong để mình xin xăm cho mọi người xem. Ở trong đây là xin xăm bằng máy chứ không có xin xăm bằng tay như ngày xưa nữa nha mọi người. Đây miếu của thần tài thổ địa nè. Hai ông ngồi bên trong. Còn bên đây là miếu ông hổ nè. Miếu ông hổ người ta cũng thờ. Phía bên hông nó có chú Đại Bi bên đây. Và sau lưng mình á là đây là xin xăm nè. Nhưng mà rất tiếc hôm nay á, người ta không có mở máy xin xăm do dịch Covid-19 á, cho nên ít có người đi, cho nên người ta không có mở máy. Nè bên trong mở máy này, nếu mà mình mở máy mình đưa cái thẻ vào trong thì nó sẽ chạy một hồi á, rồi sẽ ra một cái giống như một cái thẻ bài nhỏ vậy đó, trong đó cái lá xăm mình như số mấy á, đó máy xin xăm đó. Nè phần bên đây là nó ra cái quẻ xăm cho mình. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào trong. Bên trong đây thờ bên trong đây thờ Linh Sơn Thánh Mẫu, rồi Ngọc Hoàng Thượng Đế, rồi Bà Chúa Xứ, rồi Diêu Trì Địa Mẫu. Đây Ngọc Hoàng Thượng Đế, bắt đầu Ngọc Hoàng Thượng Đế ngồi chính giữa nè. Còn bên tay phải mình là thờ Diêu Trì Địa Mẫu. Đây
Bên đây là thờ Diêu Trì Địa Mẫu nè. Đây, vào phía sau lưng mình là thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế nè, nằm chính giữa núi, nằm ở phía sau lưng ở dưới chân núi á, mà nằm bên trong giữa núi nha, thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế ở xã Long An, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Rồi bây giờ mình leo lên đỉnh núi Nhân Tạo nè. Bên trên đỉnh núi Nhân Tạo có ông Phật Di Lặc ở trên, cho nên mình giờ mình leo lên trên. Đây mình tới đỉnh rồi đây. Trên đỉnh núi mình có thể nhìn qua bên kia, mình thấy tượng Phật Bồ Tát đứng chính giữa ao sen nè. Từ trên cao mình nhìn xuống nè, mình thấy bên kia nhỏ xíu nè. Bây giờ mình đi vô bên 18 tầng địa ngục nè. Đây có Diêm Vương xử án nè. Người xem thì Diêm Vương đang ngồi xử án kìa. Hai bên là Đậu Trâu Mặt Ngựa. Dạ, Hắc Bạch Vô Thường. Bây giờ mình bước ra ngoài để mình đi tiếp nha. Mình sẽ đi vào trong Pháp Giới Tam Tạng Xe Tăng đâu nè. Đứng bên đường nè, thầy trò đường tăng đi tỉnh kinh nè. Nè, cái chòi nằm chính giữa ao sen cho người ta vô người ta nghỉ mát nè. Khi đi trưa nắng là người ta vô đó ngồi. Cái nhà nổi trên mặt nước thôi chứ không có gì hết. Rồi bây giờ mình đi qua bên chùa. Phía trước chùa như đóng cửa. Nè, phía trước chánh điện đóng cửa không có cho vô nha mọi người. Có mở cửa, không mở cửa. Nhà đây cũng là khuôn viên chùa nè. Khuôn viên phía trước sân chùa. Phía trước sân chùa có cái chuông rất là lớn nha mọi người. Là mình ra phía trước sân chùa để mình quay. Đây hòn non bộ nhỏ đây, tí hòn. Đây, phía trước sân chùa nè.
có ba bức tượng, hai tượng Bồ Tát và một tượng Phật Thích Ca. Ở ngoài sân thì 18 vị La Hán đứng hai bên, 18 vị La Hán nha. Rồi sau khi mình quay xong rồi bây giờ mình cũng đi ra để mình đi về thôi. Hẹn gặp lại nha mọi người. Nhớ đăng ký kênh nha.